Em chào anh chị nhé. Chào em. Dạ, hôm nay anh chị đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ mình vụ việc gì anh chị ha? Vụ việc là cái con bé của chị ngay ngày cái sáng chủ nhật nó đi học là ông chú nó chở là bỏ ngay chỗ cống Nguyễn Tất Thành. Lúc đấy là bay rưỡi 8 giờ kém gì ạ. Là nguyên một ngày đấy là cứ là gia đình là tướng là cháu nó đi học là cũng điện chân chân mà có điện có khi ấy, thì cháu nó bên nó bấm cuộc từ chối, có khi là cháu nó đỡ cái chuông reo miết. Là gia đình cũng nghĩ là cháu đi học chứ cũng không có nghĩ cái gì hết, mà hầu giờ cháu nó cũng ngoan lắm, nó không có cái biểu hiện gì mà cha mẹ ở nhà là đừng cũng nghĩ không không có kình, không có la rầy một chút gì hết, bình thường không có cái gì hết. Dạ. Xong bắt đầu cứ cũng nghĩ là cứ nó học tới 5 giờ 5 rưỡi nó mới gì à, mà 5 giờ 5 rưỡi là gia đình cứ chờ nán miếu mà sao không thấy, mà điện thoại cũng không biết mấy. Tới 9 giờ gia đình nóng ruột quá mới cởi xe đi lên ở trên trường đấy, là nhà trường đóng cửa hết rồi, mà điện thoại là tích mấy gọi nhưng tin đồ con nó cũng không có trả lời. Đấy là qua ngày sau là bắt đầu là con nó trả lời là cha mẹ đi kiếm con rồi. Những tên cái điện thoại những là cha mẹ đi kiếm con, giờ ba mẹ ở ngoài đường ở khép cửa, giờ con ở đâu con gì ở đây, nó không trả lời. Nó miết là nó trả lời là mai con về, mà mẹ hỏi là giờ con ở đâu, con có cái chuyện gì, con nói với mẹ đi, nào có chuyện gì mẹ lên dạ. Mẹ giải quyết chị cho ơi, con. Em xin phép ngắt lời chị một chút nha, chị để tấm hình của cháu con chị ngay ngắn và cao lên cho em một chút. Dạ, thì anh để cho ngay ngắn lại một chút anh nha. Thì cái sự việc của chị đang em đang ngắt lời chị ấy, thì trước tiên xin cho em được biết là anh chị đến từ đâu, quê Phú Yên. Phú Yên chị dạ. Ở vợ chồng ở Phú Yên vô trong Sài Gòn lập nghiệp dạ. Làm hồ. Hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn ha. Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Và hôm nay anh chị tới để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con gái của anh chị ạ. Dạ. Dạ, con gái của anh chị tên là gì ạ? Tên là Bùi Minh Anh, sinh là ngày 9 tháng 11 năm 2004. Dạ. Hiện tại thì cháu đang đi làm hay là đang đi học? Không, hay cháu đang đi học. Dạ, đi học đại học hay là sao? Đại học năm thứ mấy chị ha? Năm nhất ạ. Dạ. Thì lý do làm sao mà cháu bỏ đi, chị với anh có thể chị chia sẻ trước đi ạ? Lý do là chị còn nhẹ ở nhà là cũng không có cần, không có la có ra gì, không cháu có lý do, nó cũng biểu không hiện có biểu là hiện bình thường ạ. Không có nó cũng không có biểu hiện bình thường gì hết đó. Dạ. Mà nó hầu giờ là nó ngon lắm, nó không dạ. Có bợm bãi, nó không có không, si xung, nó không có đi đôi gì hết đó. Hôm nay cũng có mà chị là cậu, gia đình là cũng không hiếu là sao, mà không cháu sao? Là nó học buổi chủ nhật vậy mà cứ nghĩ là nó học mà điện thoại mất đều là nó đổ chuông. Dạ. Có khi là nó đơ chuông xem nó gần tách là nó bấm mấy bận, là mình cũng biết là cứ là gia đình cứ nghĩ là cháu nó đang học. Dạ. Tách mấy bận từ chiều nắng miết ném ruột thấy không có con gì à. Mà điện thoại cũng vậy, cũng vẫn là vậy. Rồi xong mới đeo là 9 giờ là vợ chồng mới đeo túa ra đi dạ, kiếm. Dạ, em xin ngắt lời chị một chút là cháu bỏ đi, con chị á bỏ đi vào ngày nào? Ngày 3 tháng 3 năm 2023. Dạ. Chính là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật là từ hôm đó là anh chị mà gọi điện cho cháu là cháu không nghe máy, không liên lạc được ạ. Dạ đúng. Dạ. Thì trước khi mà bỏ đi cháu có con anh chị ấy thì có bảo biểu hiện gì bất thường không? Không. Không, không có bình thường, biểu hiện gì bình thường. Vui tư bình thường. Ở nhà cháu có sử dụng điện thoại thông minh không? Nó sử dụng iPhone. Có, iPhone. Nhưng mà cháu không có cầm, cháu chỉ bỏ trong phòng đấy, cháu đi chơi với mấy đứa nhỏ ở xung quanh này thôi. Dạ. Có khi nó không cầm nó chơi với mình không biết nói gì trong đấy. Cháu có trưng diện không? Có không? Không. Không có xì xua, không có sứa sả, không có sứa gì hết. Những cái mối quan hệ của con anh chị có nắm bắt được không? Không, vợ chồng chị là đi làm là biết à, là con là đi học là kiểu như là mình cũng nghĩ là con mình hầu giờ nó không có bợm, nó không có quan dạ. Bình thường mình cũng chủ quan ở chỗ đấy dạ. Cho nên giờ tự nhiên nó ngã ra một cái đùng vậy chứ. Bình thường thì chị là người mẹ, chị có hay hủ hỉ tâm sự gì với con gái chị có, không? Thì bình thường thì ngày nào thì chị cũng liên lạc với nó, chị cũng bình thường. Rồi thôi con mới đi, con có đi học ha, con có cái chuyện gì đồ này nọ là bình thường, không có một liên cái lạc gì qua đâu. Điện thoại chị ha. Ừ, rồi khi mà mình về nhà ấy, chị với con có tâm sự nhỏ to không? Không, chị không tâm sự nhỏ to mà tâm sự ở trên điện thoại rồi vậy, mình hỏi à. Rồi con chuyện này chuyện nọ vậy. Rồi nói anh chị mình... có nghĩ là cháu có bạn trai hay là gì không? Không, bạn trai, là bạn trai không có. Không có, chị không thấy có. Trong cái điện thoại nó không có cái thằng nào hết á. À vậy không thì cháu bỏ đi thì cũng khá là bất thường ha, khá là bất ngờ không, với anh chị ha. Quá bất ngờ luôn. Thì sự việc em bỏ đi như thế nào, em xin mời chị tiếp tục chia sẻ đi chị. Sự việc nó bỏ đi hả? Dạ. Nó đi là sáng là chủ nhật đấy là chú nó chở lên trường Nguyễn Tất Thành đấy. Chú là chú nào ạ? Chú Tý. Chú Tý. Là chú con của bà Chính ở nhà. Anh em bà con với nhà chị ha. Anh em bà con. Anh em bà con. Tài xe, tài xe của chú. Chị có hỏi cái chú đó chưa? Có hỏi cái chú đó. Hỏi rồi. Hỏi rồi là bó nó ở ngay chỗ cống ấy là chú Tý đi dìa, rồi nó biểu chú Tý đi dìa, con đi vô. Dạ. À, rồi chú Tý đi dìa, rồi cứ nghĩ nó học vậy chứ mình cũng đâu có biết đâu.
mà không ngờ vậy nó mất tích nguyên một cái ngày đấy luôn, điện thoại quẳng đôi chuông mà không có bắt máy, mà có khi là bấm máy bận, mà cứ nghĩ là cháu nó đang học tao bấm máy bận thôi. Mấy bữa trước cũng vậy, mấy bữa trước là nó cũng bấm máy bận mà nó trả lời. Nó nhắn Zalo gì là nó con đang học, thì mình cũng nghĩ vậy chứ mình cũng đâu có nghĩ gì đâu. Càng ngày là nó càng ấy, càng ngày là nó càng rồi được đây là coi như chờ mía tới 9 giờ nó thâu rồi ráng chờ tới 9 rưỡi. Vâng, à, là 9 rưỡi tối á là đều bùng nổ ra là chạy đi tìm cho hết nấu. Thì cái sự việc mà con anh chị đi á, anh chị đã báo cáo với chính quyền địa phương, báo công an gần nhất chưa? Có rồi. Dạ, đã báo cáo rồi ha. Báo cáo rồi. Thì năm nay bé như là anh chị chia sẻ là bao nhiêu tuổi nhỉ? Nó sinh năm 2004 là 19 tuổi. 19 tuổi, 19 tuổi. Và khi đi cháu mang theo những cái tư trang hay là cái gì anh chị nó ha? Nó là mang là thẻ căn cước, rồi một chiếc xe là Way Enfa. VRS. Ở VRS là 78V1-2260. Nó đi là chỉ có mang một cái ba lô thôi, một bộ quần áo thôi. Mua bộ quần áo bận trong người. Không có cái tại không có cái gì ở trong mình nó nữa. Còn điện thoại có mang theo không ạ? Có, điện thoại mang theo. Điện thoại gì anh chị ha? Điện thoại iPhone. iPhone bao nhiêu ạ? iPhone 4 hoặc iPhone 6 gì? Chắc là iPhone 6 ha. Chắc vậy. Thì khi mà bé đi thì bé có mang theo một chiếc xe là biển số bao nhiêu ha? 78V1-2260. Rồi kính thưa quý bà con cô bác, nếu mà ai mà thấy chiếc xe cũng như bé trên ở đâu thì biển số là B78B1-2260 ở đâu thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913 785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có thể giúp đỡ cho bé cũng như người nhà của bé được đoàn tụ. Thì em mời anh có thể chia sẻ một chút về cháu không? Cháu là con thứ mấy của anh á? Con thứ hai. Con đầu ha? Con giữa. Cháu là con giữa. Dạ. Nói đi, bây giờ con ở đâu? Bây giờ gặp bà mẹ. Bà mẹ đuối tim con, đuối lắm rất luôn. Là buồn bà luôn. Mẹ tha thứ con, không có cái gì mà đỡ ba mẹ mà giận dữ con hết á. Mà sao tự nhiên con đi học mà con bỏ đi bất ngờ vậy chứ, con đâu có nói ba mẹ gì mà ba mẹ cũng không có nói không con một cái gì đâu, định đâu không mà hầu giờ con ngon lắm chứ đâu con đâu có gì đâu mà sao con làm một cái bất ngờ ba mẹ không có biết làm sao mà nói với con được hả? Con mà thèm con mà lên đây mẹ cũng tới đây mẹ cũng nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi lên đây mà con mà tìm con mà đọc được cái ba mẹ mà cầm hình của con vậy con đi về đi giờ đi ba mẹ tha thứ cho tha ba mẹ cho con hết. Anh chị có nghĩ là cháu phạm phải những cái sai lầm gì mà cháu phải bỏ đi như thế không hay là không có gì không có một cái gì không một cái gì hết cái hiện gì hầu giờ nó cũng đâu có mà nói chuyện nó xài tiền phung phí không có chỉ cho nó một tuần là 500-700 là nó xài. Còn nếu như mà trường hợp cháu mà có bạn trai thì anh chị có cấm cản cháu không? Không có thì nó lớn rồi là mình phải cho nó cái việc đấy chứ không có thể nào mà cấm cản của nó được. Dạ. Không có ngăn cản nó bạn trai bạn gái gì hết. Thì một lần nữa anh nói trước đi, nói với con anh để con anh quay về nào. Bây giờ con ở đâu? Giờ ba mẹ tha thứ cho con hết. Dạ. Ba mẹ giang tiền đúng không con? Không con gì à? Thật là anh rất là xúc động quý vị nha. Còn chị có muốn nói lời nào cho con chị nghe không? Con chị quay về nào. Bé, ba mẹ bữa hôm qua giờ ba mẹ đi tìm con biết à. Bây giờ mà con mà thấy về, con thấy ba mẹ về là con đi gì à? Ba mẹ tha thứ con không có cái gì mà đỡ ba mẹ la rầy con hết á. Con thấy vậy là con đi với ba mẹ đi. Ba mẹ từ sáng giờ ba mẹ lên tới rồi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đây nhờ. Bác Nguyễn Thanh Hải đây giúp đỡ cho ba mẹ lên mạng tìm con với. Thì em Bùi Minh Anh đúng không ạ? Dạ, Bùi Minh Anh. Em Minh Anh ơi, em có nghe được những lời khẩn cầu từ ba mẹ em không? Thì nếu mà em nghe được hay là nhìn thấy được cái video này thì em mau chóng thì gọi điện hoặc liên lạc về với gia đình ba mẹ, hoặc là có gì khó khăn thì có thể gọi trực tiếp về số điện thoại 0913 785858 của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để được giúp đỡ em nhá. Để thế này ba mẹ em rất là cực khổ đi tìm em mấy ngày nay, bỏ công bỏ việc rồi từ xa xôi tới đây nắng nôi nhìn ba em có thấy ba em đang khóc vì nhớ em không? Dạ. Một lần nữa thì anh có muốn nói gì được với con anh được không? Chỉ mong con giờ vậy coi gia đình thôi. Dạ. Giờ vậy ba mẹ thôi. Dạ.
Vâng, đó là những hình ảnh từ ba mẹ em muốn nhắn nhủ tới em. Hy vọng là em có thể nhìn thấy hoặc xem được cái video này, thì em lập tức liên lạc về với ba mẹ để ba mẹ bớt lo lắng em nhé. Vâng, thì video cũng chưa được dài nhưng cũng có thể hiểu phần nào cái nỗi lo lắng của anh chị. Dạ, em cũng không biết nói gì hơn, thì xin được chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe để còn chờ đợi cái tin tức của cháu. Mong cho sao cháu sớm xem được cái video này, sẽ sớm liên lạc về với đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương, cũng như sẽ sớm liên lạc về với gia đình anh chị nha. Thì một lần nữa xin được kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Và cuối video này thì em cũng không muốn nói gì hơn. Xin kính chúc toàn thể quý vị cô bác trên cộng đồng mạng. Nếu mà ai mà thấy được em Minh Anh ở đâu, vui lòng gọi điện về số điện thoại 0913 7858 58 của đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương để giúp cho em được về đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ. Thì toàn bộ cái câu chuyện mà anh chị chia sẻ là hoàn toàn sự thật đúng không ạ? Đúng. Dạ đúng. Anh chị đồng ý cho đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm kiếm con gái của anh chị Dạ đúng không đúng. ạ? Đồng ý. Đúng. Đúng. Nếu có gì sai trái anh chị sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Dạ. Thì cũng thông tin đến anh chị là đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ bà con ở đây thì giúp hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền hoặc là lấy bất cứ một hiện vật gì hết anh chị nhá. Nếu mà ai mà Dạ. giả danh thì đòi tiền đòi bạc gì của anh chị thì vui lòng gọi điện về cho số đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương sẽ có biện pháp để ngăn chặn. Dạ, một lần nữa xin chào anh chị nhé. Dạ, em cũng xin chào luôn quý cô bác mà con xa gần ạ.